Ok, diệt xong cái lũ chuột này rồi. Còn một short rest. Still breathing, despite everything. Bơm máu trước, bơm máu cho cái cây này. Easy fix, hopefully. Ok. Bơm để xem tuyệt chiêu còn nhiều không? Tuyệt chiêu còn rất nhiều. What's next? Never a dull moment. Ủa cái con của Halcyon không có tuyệt chiêu và tự hồi máu hả ta? No time to rest. Không sao, mình bơm máu cũng được. 50 cộng với lại 32 hơi bị dư. Hơi bơm một 16 máu thôi. Nếu có bị con cái con thú này có chết thì cũng có thể hồi lại được. Oh, wow. Khi đối phương tấn công bạn, bạn có thể sử dụng phản ứng để làm nó bị ngã. Ồ, cũng giống như khiên của mình thôi. Nhưng mà có thêm cái chiêu tạo đám mây bóng tối. Giúp cho mình có thể trốn được. Wow, cây kiếm của Justicia. Ok. Ồ, mấy cái chìa khóa này sao sao nó không tự động cộng vô lên đây ta? Nằm ở ngoài làm vướng. Cho yes. Còn bao nhiêu điểm nữa? Còn 300 điểm nữa là được lên level. Ok. Cái con BC. Cái con tiên tiểu tiên. Vậy đến đây chỉ là để lấy cái cây kiếm đó thôi à. Ok. Con chuột dẫn mình tới để tàn sát anh em nó. Ok, ở đây là xong rồi. Bây giờ mình đi lên quanh lại cái chỗ, chắc là cái chỗ thang máy này. Oh, sao nó hết? Vãi. Ok. Sao nó hết bị bỏ lại rồi. Bởi vì để xem có cái chỗ dịch chuyển ở đây. Bây giờ đi cái hướng nào ta? Hướng này là quanh lại chỗ
hay cái thử thách. Hình như là chỗ này quá. Không phải, chỗ này là chỗ cái bọn Phataza. À, đây đây đây. Đây, chỗ này. Có một cái lối đi ở bên này nữa. Wow. Khu này thật là rộng lớn. Hết đồ. Ủa, cái con này nó bị gì tự nhiên nó quá ta? Ok, con này có thể hồi máu nếu đi trên cái cây cỏ. Rồi để coi coi. Yeah, đúng rồi. 10 máu. Tiếp tục, tiếp tục. 10 máu, ok. Có cần phải đi không hay chỉ cần đứng im một chỗ? Yeah, đứng im một chỗ thôi nó cũng có thể hồi máu rồi. Yeah, quá tuyệt vời. Rồi, đầy máu rồi. Thì khỏi còn phải búp máu cho nó. Ok. Ủa. Ok, phải nhảy xuống. Cái nơi này là cái nơi nào đó? Nhìn có vẻ u ám nha. Ok. Tự động sale. Có âm thanh gì? Gì vậy? Hello. Bọn nào đây? Ủa? Cái này cái con quái vật mình gặp ở chỗ chỗ lò rèn Adamantine nè. Ở đây có mấy con luôn. Mình nó không có quýnh mình. Ủa, ai đây? Vãi. Trầm giác. Oh, kill Raphael. Giết kẻ thù của Raphael. Chúng tôi tìm thấy dấu hiệu bị phá hủy của căn đền này. Đó là sự tàn sát của một kẻ thù của Raphael. Raphael nói rằng hắn đi sâu bên trong cái ngôi mộ. Chúng ta phải xử lý nó. Ok, vậy chắc là thằng này rồi. Level 10, kháng vật lý, miễn nhiễm với lửa và độc. Wow. Oh. Wow. Có vẻ hơi đông á. Astarion. Oh, có thằng cu ở đây nó canh rồi, không làm sao mà trốn được.
Ở trên này có chỗ trốn không? Không được. Đi vào rồi nó thành nó có cutscene là. Oh wow. Bước vào đây là coi như bị bao vây ạ. Chờ sao đâu hết với lại Australian đã đứng ngay cái cửa này. Đi vào nói chuyện. Wait. Khoan đã. Quiet. Im lặng. It's gone. Nó đi rồi. The song is gone. The bài hát đi is rồi. Completed. À đâu. Ngươi là ai vậy? Those who live to speak my name call me Yergia. I was bid by Raphael to slay every justiciar I found in this place. The contract was a song. One okay. Stuck in my head until I finished the deed. I had to hum that blasted tune for years. But now, the song has stopped. The contract is fulfilled. I suppose you showing up at the same time is no coincidence. Yeah? What the hell? Ok, cái thằng này ký hợp đồng với lại Raphael là tiêu diệt cái bọn Duchessia gì trong ngôi đền này nè. Nhưng mà kiểu như là nó kêu là hợp đồng vừa mới bị phá hủy. Nghĩa là hợp đồng vừa mới bị hoàn thành. Vậy là do cái lũ chuột, đúng rồi. Cái lũ chuột mà mình giết là cái thằng Duchessia. Cuối cùng ở chỗ này. Nên thành ra cái thằng này nó hoàn thành cái hợp đồng với lại Raphael. Ok, Raphael đã giúp bọn Tatasia trốn khỏi anh đấy. Con bò chết tiệt. Có lẽ tôi phải biết chứ. Để tôi phải xé đặt lưỡi nó trước khi nó nói hợp đồng với ta. Đồ, Raphael tới rồi. Devils in the details, you see, and the details are in the fine print. You were to fulfill the deal. Ngươi phải hoàn thành giao ước. Could subcontract the last kill to the first adventurer's party that came. Ngươi đã để cái người. In short, you're in breach of contract, my friend. Oh dear. Ok. Ý là Raphael chửi cái thằng này không phải là cái người hoàn thành hợp đồng, bởi vì cái tên Duchessia chiến binh bóng đêm cuối cùng là mình giết chứ không phải là nó giết, nên nó không được gọi là hoàn thành hợp đồng. Unless, of course, you consider instead my infinite mercy. A new contract. Một hợp đồng a mới nhé. To balance the books. Not to một cơ hội để cân bằng. Bastard! Chết tiệt. Fine. Được thôi. On one condition. Với một điều kiện. No more songs. Không có hát cái gì nữa. Without whimsy, I say. But fine. No more songs. Ok, now, không hát nữa. Off to the House of Hope for cocktails and canapés and a brand new signature on a brand new deal. Ok, nó kêu thằng này đến nhà của nó để ký hợp đồng khác. The greater reward for the greater hunter. Anything I leave behind is yours. Những gì tôi để lại đây là của anh đấy. Muốn lấy gì thì lấy đi. À đủ.
Ok. Hả? Từ kẻ thù rồi bây giờ thành người làm ăn hả? Ơ, nó cho mình cái cục. Ok. Yeah, cái cục cuối cùng. Vậy là mình có thể đi đến cái đi đến vào trong cái sâu bên trong ngôi đền rồi. Để coi ở đây có cái gì. Ký hợp đồng bị lừa một lần rồi không chịu nghe, bây giờ đi về nhà nó đi ký hợp đồng khác. Ok. Cái thằng đó có vẻ không được tỉnh táo lắm, không được thông minh lắm. Wow, cái ngai vàng của nó nè. Ok. Oh wow, nhìn kìa. Ok, xuống coi coi có gì dưới này. Có một cái lối đi nữa xuống dưới này. Cái giường ngủ của ổng. Wow. Được làm bằng xác chết của những chiến binh Justicia. Chiến binh bóng đêm. Ồ. Mới lượm cái gì á? Cái khăn. Ok, cái khăn dính máu. Display. It is clear the victim suffered greatly before dying and being put on show. Okay. A ghoulish display. It is clear the victim suffered greatly before dying and being put on show. Thì kêu mình đi vô đây giết cái thằng đó, cái thằng kẻ thù của nó, rồi cuối cùng nó dẫn kẻ thù nó về nhà. Vẫn không hiểu. Oh. Ủa sao cái rương này màu đỏ nè? Có ai ở đây để canh cái rương này hả? Well-chewed spider carcass oozes on the ground. Cái xác của con nhện. Liếm thử. Phải. Ai mà dám nghiếm liếm nó trời. No. Ok. À, thử cho đứa khác nghiên cứu coi. It's disgusting, but otherwise unremarkable. Ngửi thử. Sulfur, decay, and a thin whiff of something unexpectedly fragrant. Có cái mùi gì đó mình không biết. Asylum, nghiên cứu nó. Well-chewed spider carcass oozes on the ground. Được cộng có một điểm à. No. Cái này chắc chỉ có Gale thôi. It's disgusting. Sao hết đi. Well-chewed spider carcass oozes on the ground. Không được cộng cái gì hết. Yes. Fresh bite marks, an old puncture wound, and a faint pulse of something not entirely natural. Ok, có cái gì đó đâm vào nó. Coi có cái nghiên cứu coi có ma thuật gì không. Oh. Ok. Sao mà phải nghiên cứu nhiều thế? There appears to be nothing out of the ordinary. Không có gì hết. Ok đi, chắc cũng chẳng có gì quan trọng. Cái rương này tại sao nó lại màu đỏ ta? Đâu có ai ở đây canh.
cái game này. Ok. Vậy thôi à. Ok. Cái này vớ vẩn rồi à, không có nhân vật nào xài được hết. Đây là nhà bán. Ở đây có một cái chỗ để nhảy xuống nè. Có một căn phòng nhỏ ở dưới nữa. Wits and blades always sharp. Sao làm hết? What the hell? Ủa, game lag à? Kẹt rồi, không thể di chuyển được nữa rồi. Vãi thật. Đi nào. Cái gì vậy? All right. What now? Ok. Vãi game. One day I'll catch a break. Sao đâu hết cái con này. Anh hết bị gì ta? Không thể nhảy. What? What the... Nó muốn chỉ tục ghê. Không thể chơi được chiêu. What the... Cái quần què gì đây? Game. Thử nhảy qua lại qua đây coi. Em nhảy luôn. Ok, lưu lại. Mình sẽ lock lại game. Ok. Game lỗi vãi.
Ok, cuối cùng cũng chịu nhảy. Rồi, thế tiếp. Arrangement of flesh. Only a truly depraved mind could dream of such a thing. Wow. Nhảy xuống đây có vẻ thiệt hại hơi nặng nề. Có một cửa. Có lẽ như mà mình có thể đi đường khác được. Ok. Cái cửa này có thể là dùng đi đường khác đến. Cái đường này chắc là chỉ là để phòng trường hợp nếu mình không có thể đi đường đó được. Ok, nhảy qua đây. Đừng có kẹt nữa nha mấy ông. Cái con này kẹt rồi, hơi, yeah. Ở đây là còn ai nữa đâu. Tại sao loot mấy cái hộp này là màu đỏ. Ủa? Sao lại đi vòng lên đây rồi? Cái đường nào đường xuống ta? À đây. Không phải. Hồi nãy mình đi đường nào ta? À đây đây đây. Có một cái tầng ở dưới này nữa. Lady Shaw, so many must have toiled to make a visage so grand. It's beautiful. Cái tầng này nãy mình đi bên này. Cái tầng bên này nó bị sập rồi. Oh. Oh, phía bên này có một cái lối đi nè. Quay lại, quay lại. Quay lại, quay lại. Trời, cái con này nó vẫn còn bị kẹt ở đây. Cũng may mình quay lại. Nếu không là để lạc nó mất nó rồi. Ok, đi theo anh. Rồi, có ai bị kẹt không? Không, yes. Yeah, có một cái đường đi dưới này. Ngôi đền không nhận lớn thật. Chỉ là một ngôi đền thôi mà có thể là nói chung là to như là một cái thành phố luôn. Toàn áp giáp xịn không?
Ok, lấy cái giáp này về bán. Đây là hết rồi. Đây chỉ có cái rương vậy thôi. Ok. À, có thể đi đường này, nhảy qua được nè. Ok. Oh, đang xuống được luôn. Wow. À, cái chỗ này, cái chỗ mình leo xuống chỗ mấy con chuột. Ok. Wow, xa thế. Không biết mọi người có nhảy được không. Cái gương. Ok, không ai nhảy được hết. Cửa gì đâu đây. Ok, một căn phòng. Ok, mình với lại Housing đi chung với nhau thôi. Từ từ. Coi đập được không, đập luôn đi. Không có mang búa. Đáng lẽ lúc nào cũng phải mang búa theo. No. Ok. Đem cái rương về cho Asaren giải. Gửi qua cho Asaren. Oh, có gì khóa, vãi. Ok. The mirror is shattered and beyond any use. Có cái gì khóa, nhiều khi lấy cái gì khóa này. Ủa, cái gì vậy? In darkness, truth. In shadows, justice. In the dark lady's name, always. Như xuống đây chỉ để lấy cái rương đó thôi. Ờ, cuốn sách. Mục đích của những cái gương, cái rương. Cái gương, ok, cái gương này đã trở thành bí ẩn rất nhiều năm rồi. Này là nghiên cứu mấy cái gương này để xem nó có bí ẩn gì. Chamber of Command. Gazing into the broken mirror serves no purpose. The reflection it offers is like a dizzying kaleidoscope. In darkness, truth. In shadows, justice. In the dark lady's name, always. Ah.
Nó nói về darkness, bóng tối, chắc tắt mấy cái đèn này quá. Nữ thần bóng tối mà. In darkness, truth. In shadows, justice. In the dark lady's name. Always. Tắt hết đèn coi. Không thể với tới được hả? Darkness, truth, in shadows, justice. Gazing into the dark lady's name serves no purpose. Always, the reflection it offers is like a dizzying kaleidoscope. Ok, chắc không có gì đâu. Cái chìa khóa, nó xa đi lên đâu rồi, trả lại cái phía rương. Athas. Yeah, mở đi rồi. Làm tốn hết một dụng cụ mở khóa. Thử tắt bóng đèn coi. À, tắt hết ánh sáng coi. The mirrors here seem to not reflect light, but devour it. Ok, không có gì dưới này nữa rồi. Cái đồ trong cái rương cũng chẳng có gì đặc sắc. Gì vậy mấy anh em? Vãi cứt. À, nhảy qua rồi nhảy lại ông nội tôi. Cái con này nó chặn đường, phải tránh ra. Ok. No one back home will ever believe this. Breathe deep. Mấy cái vụ mà nhảy nhảy này công nhận ơi, lỗi thiệt. Làm khó chịu thì phải liền luôn. Ok, giờ đi lên lại. Má thiệt, cũng mệt thiệt. Nhảy được nhưng mà không chịu nhảy. Xài rần tránh ra coi vãi. Lại đây. À, bây giờ đi sâu vào trong lòng ngôi đền này. Nghĩ là có một cái bí mật gì đó. Còn có 100 điểm nữa là lên cấp rồi. Cái gì đó vô hình đang chào đón một đứa nhỏ. Có phải là người không, nữ hoàng? Ồ, nữ hoàng là Lady Shar. À phải, nữ thần chứ. Hãy nghe cho kỹ đi. Người phải đi vào trong và hy sinh dưới tên của ta. Ok, nó muốn
Sau hết dùng cái con giáo, dùng nó để làm vật hiến tế gì đó. Người sinh ra để làm điều này, giờ hãy đi ra, đi đi. Ok. Về cái cây thương mà Sao hết lấy. Hết được. Vậy nếu có mình Sao hết đi xuống vậy. Định mà. Nguyên cả đội mà có mình Sato hết đi xuống à. Ủa? Ủa Sato hết đâu rồi? À, không phải. Lại nữa. Cái quân gì vậy? Sao hết bị lỗi nữa rồi, không nhảy được. Vãi cứt. Ok, lưu lại. Kẹt ở đây rồi. Game bị cái quần gì không biết nữa. Chưa bao giờ bị tình trạng luôn á. Giờ cả đội nó đi hết rồi. Ảnh còn ngồi ở lại. Ok. Mở thang máy lại cho sao hết. Đúng là phải liền thật. Lỗi gì á, bấm nút nhảy nó không thèm nhảy. Nó kẹt. Mình chỉ có mình sao đâu hết bị thôi. Chả hiểu nổi. Okay. Giờ đi thôi. Hành trình đi vào lòng đất. Như phải bỏ tới 3 cục luôn. Sao hết mang 2 cục. Ok, vậy bỏ hết vào. Phải cứt. Ok. Nữ thần Sa kêu Sa hết dùng cái thương này để làm cái quần què gì đó. Không biết. Để hy sinh hả? Dâng hiến, hiến tế. Đi tìm là Nai Son. Nhiệm vụ đi tìm Nai Son. Ok. Shroud yourself in blackest trust night. Your secrets to the night. Ok, có vẻ như mình sẽ đi vào một vùng đất gì đó. Có thể là sẽ có một trận chiến. Nhìn cái cảnh này là biết là sẽ vào đó và không thể ra được cho đến khi mà hoàn thành trận chiến. F5 Sell.
Ok. Giờ sẽ là hết những đoàn quân đi vào. Đây là chặng cuối cùng rồi. Tôi cần phải cầu nguyện. Only by Lady Shah's grace did we even make it this far. Ok. Thôi để cho nó cầu nguyện đi, khỏi nói gì hết. Alright. No need to dash in ahead of me. I'm ready. Ok, có chuyện gì vậy? Nothing. Just a show of respect. Chỉ là muốn thể hiện lòng tôn kính thôi. Anh sẽ không muốn làm thất vọng nữ hoàng, à, vị thần của chúng ta đâu. Đi thôi. Ok. Để coi sao tao hết còn bị lỗi nữa không. Không, ok. Trở vô trận mà bị lỗi là thấy bà luôn. Nhảy không được. Này có muốn là đi tiếp không? Phụ thuộc vào quyền lựa chọn của bạn. Có thể thay đổi một số nhiệm vụ. Ok, không biết nữa. Thay đổi nhiệm vụ gì? Con đường phía trước đã mở. Ok, tìm Nai Son. Hai nhiệm vụ này giống nhau. Nhiệm vụ tìm Nai Son này cũng có thể giúp giải phóng cái lời nguyền của vùng đất này. Trả cái cuốn sổ cái. Ok. Mình nghĩ là nên hoàn thành một số nhiệm vụ trước khi đến đây. Về trước khi xuống dưới lòng đất. Last Light Inc. Đi trả cái cuốn sổ cái cho thằng kia trước. Đi đường này. Đi đường này đúng không ta? Đề phòng lỡ có gì vậy? Ok, đề phòng lỡ mà đi xuống dưới sẽ thay đổi hoặc là có thể không thể quay trở về được, thế nó sẽ đóng một số nhiệm vụ của mình. Mình không có sẽ không có cơ hội để làm tiếp những cái nhiệm vụ mà chưa hoàn thành. Mình sẽ đi làm cho xong hết. Cái camera nó cứ giật giật ra, phải cứ ghét nhất là cái camera của cái game, mặc dù chơi rất là hay nhưng gameplay rất là cuốn, nhưng mà cái camera nó là mình khó chịu vãi. À đây đây đây, nằm trên này đây, cái trại của nó đây. Đâu mất rồi? À đây đây đây. Trả nó cuốn sổ cái, nó muốn làm gì nó làm. Để xem nó thưởng cho mình gì. Nói cho ta biết là tại sao người muốn nó đi. Để trừng phạt cái kẻ giết người này.
I have no time for those lacking commitment. Ok, ta không có thời gian. Thôi, muốn thì lấy đi. Thì sao ngươi biết ta có cuốn sổ cái? Ngươi con quạ lúc nào cũng biết hết. À, nó có con quạ đi theo mình. We have it. Her lies, her guilt. Madeline reported her friends to a dark justicia and fled when they were butchered. Well, she flees no more. I will be the conduit for Madeline's spirit. I will force her to face trial, and you will be the judge. Make her beg. Make her suffer. Cái đầu liên quan gì tới mình? Như kêu mình đứng đây để bắt con nhỏ nó chịu trận, trong khi mình có liên quan đâu, muốn làm gì thì làm đi chứ. Phải cứt. Để xem cô ta có gì để nói trước. Careful, for a serpent in life is a serpent in death. Ok, cẩn thận, con nhỏ nó rất là xảo trá. Witness. Cái gì vậy? Đang nhập hồn. Ok, nhập hồn con nhỏ nó vào. You. He said I was gonna be punished. That you'd be the judge. But I didn't mean to hurt anyone. I said it didn't mean nothing. That Ben and Mark were just drunk and whining. The Dark Justicia promised she was gonna chat with him. She promised. She gave him a dagger each and told him to press it against their stomachs on the count of three to start stabbing. Một chiến binh bóng đêm. And not stop till she said so. She never said stop. Kêu hai người bạn của nó tự mổ bụng mình. Anything. Rồi hai thằng bạn đó tự mổ bụng rồi tự chết. Ok, thuyết phục nó tự mổ bụng nó đi. Cũng chẳng có liên quan gì tới mình hết, thôi chết luôn đi. Dạ, yeah, thành công. Chết rồi còn gì đâu. Mổ bụng rồi, mổ bụng cái thằng này thôi chứ thằng mổ bụng ai giờ. Thật là khó hiểu. Ok, Shadow Heart và Asterion đồng ý. Ok, tiếp tục đi. Yeah, thành công. I'm sorry. You vile sadist. What have you done to me? Thì mày kêu trừng phạt nó mà. Not to the point of killing this body. You will join me in the darkness of oblivion. À đồ, thằng này nó khùng rồi. Phải. Ok. Thằng tào lao. Ok, thằng này cũng tào lao quá thôi. Giết mẹ nó đi. Mày. Từ từ, búp cái yeah.
Này là người phải không? Đúng rồi, này là người. Ok. Mày Asarian. Bắn giờ hai phát. Ý vậy trong quân luôn. Búp lệnh bắn tiếp. Mày chết đi. Còn con quả. Con quả yếu kém, chắc không trông làm được gì đâu. Xong. Nghĩ là cái thằng này trước sau gì nó cũng sẽ đánh mình thôi à. Tại vì trong cái đoạn hội thoại nó đâu có lựa chọn nào để trừng phạt con nhỏ đó ngoài cái việc tự đâm mình đâu. Một là chỉ tha cho nó, một là tha cho con nhỏ đó, hai là kêu nó tự đâm cho mình thôi, đâu có liên quan gì, đâu có giải quyết được cái gì. Nếu mình tha cho nó thì lúc tỉnh dậy thì thằng này nó cũng sẽ chiến mình thôi. Cuối cùng cái nhiệm vụ xàm quá, tưởng có gì. Ok, chẳng lụm được cái quần gì hết. Ok. Đúng là vãi thật. Ok, lên cấp luôn. Sẵn lên cấp cho anh em. Ok, được có một mớ tuyệt chiêu mới luôn. Tuyệt chiêu level 3. Chiêu nào cũng có tập trung hết. Hoặc là mình nâng một điểm vào một cái thôi mình muốn chơi thuần thuần Paladin. Ok, xem có tuyệt chiêu gì. Ok, Housing cũng được lên cấp và được gọi thêm một nguyên tố khác nữa. Wow. Giờ Housing giờ chơi tuyệt chiêu nào cũng không được hết á, tại vì chiêu nào khi mà biến thành quái vật nó cũng bị mất hết. Cho nên cách tốt nhất là nên có Cloud Q nè. Cũng hay nhưng mà thôi, tốt nhất là gọi nguyên tố đi. Gọi nguyên tố thì nó có thể đi theo mình, nó hỗ trợ được. Còn mấy cái chiêu này chiêu này lúc Housing biến hình thú không có dùng được, nên nó phế lắm. Ok,
cộng thêm điểm slot level 5. Ok, thêm thiết chi level 5. Ok, level 9. Fighter. Lên cấp ok, lên cấp cho assassin đi, cho thách sát thủ đi. Ok, cho assassin dùng cái luck may mắn, hoặc là sáp shooter. Thôi dùng cái may mắn đi, may mắn trước. Okay. Làm cái nhiệm vụ làm tưởng được cái gì cuối cùng. À, đi tìm một tiếp Lin nữa, đúng rồi. Tìm giải cứu tiếp Lin. Để xem mình có cái gì. Mình nghĩ là nên về trại đổi học xin lấy một người khác để đi vào trong Moonrise Tower xem bọn Tiplin làm gì trong đó. Sẵn nghỉ ngơi luôn. Ok, Halcyon ở đây. Still alive. So xin lỗi anh Halcyon, hơi bị đỉnh luôn. Đội 3-4 anh để đi theo. À, sẵn làm nhiệm vụ kiểm tra Thanel. Ok, Thanel này tỉnh rồi. Said that you fought Shadow and Spike to restore me. 100 years of sickness almost ended. Okay, bị bệnh cả trăm năm rồi. Bây giờ đã kết thúc. Tôi cảm thấy như bây giờ trái đất đang trở lại bình thường. The soul that brought it into being, for the land to heal. Okay, nhưng mà vẫn còn một thứ đang giữ vùng đất này bị nguyền rủa, đó chính là Carthoron. Phải giết Carthoron mới được. Okay. A temple dedicated to Shah. More than a temple, perhaps. A proving ground. This must be where Ketherick Thorm grew his dark cloaked ranks. Only by reputation. Tôi có gặp chị Hera. Anh có biết anh ta không? Marched against Ketherick Thorm. À, chúng tôi đã cùng bên nhau đánh nhau, sát cánh bên nhau lúc chống lại Carthoron. Our forces were scattered. I led some to safety, but never learned of her fate. Nhưng mà sau đó thì quân đội chúng tôi bị tan rã, chúng tôi bỏ chạy. Tôi bỏ chạy đến nơi an toàn, còn cô ta thì tôi không biết như thế nào. Nhưng mà nếu như cô ta còn sống thì tôi rất là vui. Ok. Ồ, chứng tỏ là Halcyon đã sống rất là lâu rồi. Tại vì cuộc chiến với Carthoron là hình như là mấy trăm năm trước rồi hay sao? There is always more. Nature's tapestry is infinitely complex. I cannot help but wonder how she would have handled some of the challenges I faced as Archdruid. Would she have helped the refugees? Defended the Grove? Controlled Korga? At least now we can benefit from her presence and perhaps work to a common goal. Okay.
Có chuyện gì nếu chúng ta giải được lời nguyền? Honestly, I never thought I'd make it that far. Tôi chưa từng nghĩ mình có thể làm được điều đó. And I promised I'd help you with your parasite. Mà tôi hứa sẽ giúp anh. Nhưng tôi sẽ ở lại đây với anh. Ok. So do I. But one duty at a time. Anh thấy tôi làm việc như thế nào rồi? I've been unfair to you. Tôi khá I've là had unrealistic expectations of your character ever since I joined you. But tôi đánh giá thấp anh ban đầu lúc mà tôi tham gia với anh, nhưng mà thật sự anh đã thể hiện được rất là nhiều thứ. Ok, đó là lý do tại sao ban đầu ổng không chịu tham gia với mình, không thấy mình chưa đủ tầm với ổng. Có chuyện gì xảy ra với vùng đất này? We marched on Moonrise and after much fighting, we prevailed. À, người Druid và người Harper hợp với nhau chống lại Cathedron. Cathedron not long after we sealed him away in his tomb. Chống lại, sau khi bị đánh bại thì lại chống lại cả nữ thần Shar. No one had seen the likes of it before. No one knew how to react. Then it started to claim all those within its reach. Those who had survived the battles now fell to the shadows. Became part of the shadows. Cathedron không phải chống lại nữ thần Sa, mà là lúc đó thi quy phụng nữ thần Sa rồi dùng phép thuật của nữ thần Sa để nguyền rủa cái vùng đất này, làm cái vùng đất này chìm trong bóng tối. We would have all succumbed. When the Archdruid of the Grove, my predecessor, was seized by the curse, I had to lead the survivors to safety. Ok, chúng tôi bị bao vây. Và chúng tôi bỏ chạy đến nơi an toàn. Anh làm những gì có thể để cứu những mạng người vô tội thôi. Anh nói đúng. Nhưng mà tôi không thể mất tập trung cho đến khi tôi sửa được lỗi lầm. Chúng ta đã tốn nhiều thời gian rồi. Rất là nhiều năm rồi. Ok, nói chuyện chơi cho biết thôi. Ở nhà đi. Ok, bây giờ mình sẽ dẫn là Zell chắc. Cho Astarion ở nhà luôn đi. Well, it's a rundown bearing the weight of centuries sort of grand, which is my favorite kind. Oh, darling, I'm hurt. It sounds... Okay. Bây giờ dẫn ai đi nha? Hãy xem Will lên level. Will có cái gì? Shah's domain indeed. That... Coi xem có mạnh hơn không? Học chiêu mới. Chiêu này mạnh thế. Thấy một cột lửa đổ xuống đầu từ trên trời. Wow. Cái này tấn công được nhiều mục tiêu không? Gọi một nguyên tố đi. Để xem cái kiếm này không có gì đặc sắc, cho Will đeo cái kiếm này coi. Không đeo được. Ok, cho Will đi đi. Là gel. It is
Tại vì đi vào trong cái Moonrise Tower không thể dẫn Halcyon đi theo được, Halcyon không có nhiễm ký sinh trùng. Vào đó tụi nó phát hiện ra Halcyon là người bình thường, không phải Chu Sô nó quýnh. Ok, cũng có ít. Level 9 nó đơn giản vậy sao? Ok, đi ngủ. Con chó lại kiếm thấy cái gì nữa rồi. A small bag clenched between his teeth. Ok, đưa đây. He gives in and surrenders his find to you. Nộp cái đôi dài hả? Ok, nặng nó. Scratches tongue lolls out happily, his tail wagging even faster. Vãi, ok. Cái đôi dài vớ vẩn. Ném coi nó có lượm không. Chạy chạy chạy. Đừng cho nó đụng như mình. Chết ba bị kẹt rồi. Vãi kích. Nó nhét lại vô người mình rồi. Ok. Đội hình như vậy chắc ổn ha. Ok. Easy, Vazel. We need answers, yes. She catch more flies with honey than vinegar. That doesn't translate. Then look now. Honey or vinegar or flies even. Let's show some respect. Yep. Okay. Sao hết thì chỉ có vậy thôi. Không còn gì để bắt nữa. Để xem level 5 có chiêu gì có thể thay thế được. Chiêu này bỏ ra đi. Cứ mỗi lần lên cấp cái nó bắt mình nó nhét cái chiêu gì vô trong người mình. Sao tao hết cũng có chiêu này nè. Biết vậy nâng cho chiêu will cái chiêu khác. Có thể kiểm soát một con vật. Wow. Nó sẽ theo và đánh cho bạn, giống như là đồng minh. Nhưng mà nó cần phải có sự tập trung. Nếu như bị mất sự tập trung là nó trở thành kẻ thù trở lại. Có vẻ không ổn lắm. Cái gì đây? Đầu độc. Đầu độc một đối tượng. Làm cho nó bị bệnh. Punishment. Ok, cái chiêu này có thể cũng có ích á. Nếu như gặp đối thủ nào mạnh quá, mình có thể đuổi nó ra khỏi trận chiến. Cái flash này thật sự nó cần phải có sự tập trung. Ok, cứ giữ đi. Mình dùng cái chiêu này thay thế. Chiêu này không có sự tập trung nè. Bút cho ai đây? Bút cho mình đi. Athas.
Ok. Phục giáp. À. Phục máu. Giờ thì không có gì để bóp hết. Ok. Can't give up now. These boots have seen everything. Bước gì đem theo không được, không sao. Ồ, cái gì đây? Cái này như mình nói chuyện rồi mà. What news, true soul? General Ketherick's advisor went off on. You'll find our path leads to Zarel. Let us not keep her waiting. Okay. Praise the absolute. Chắc tại vì mình đổi nhân vật nên nó mới vậy. Okay, đi vào. Hy vọng là this is the place. This is where we'll discover the secret of the absolute. The disciple will want to see. Through the main doors. À đúng rồi, hình như là lúc mình đi vào mình bị quýnh nên mình reset, mình lót lại nên mình phải nói chuyện lại, đúng rồi. Ok, gặp cái thằng cu này nói chuyện lại nữa. I do not peddle. I put weapons in worthy hands. The absolute needs warriors for her crusade. But okay, nó muốn mình thể hiện weaklings in this. Prove it. Who's singing your name? Okay. 16 điểm. No. What? Phải thật. Ok, làm lại. Cộng quá trời điểm luôn mà không đủ ha. Yeah. 25 điểm. Looks like this bite in you. Want anything from my stash? Ok, nó giảm giá cho mình. You pay less than the rest. Cái khiên này so với Will thì nó cộng thêm một điểm tuyệt chiêu, cũng giúp được một ít nhưng mà cũng không nhiều lắm. Nhưng mà nếu mang cái khiên này thì có thể giúp có lợi thế trong việc tấn công trước. Ok, mua đi. Cái cây này gửi về trại đi, Will không có mang được. Hai cái cây này cũng tương đương nhau. Ok, giáp thì cũng không có gì đặc biệt. À, nghiên cứu lại đồ coi.
Ok. Cái bọn này đang nói chuyện gì đây? You're one of her blessed, aren't you? To hear her voice, I cannot imagine. Ok. Đi vào trong đây thử xem coi cái bọn Tiflin đâu hết rồi. Cái con này giống cái con Ugr. Yeah, con Ugr mà mình giết lúc ở trại Goblin quá, nhưng mà cái là con khác. Có gì đó phía trên, có nghe không? Bạn có nghe thấy thịt đang trượt trên cục đá. Có cái gì đó ở phía trên. Có gì đó. Nó bị cấm, nó không thể lên đó được. Nếu mà ngươi tìm được thịt á thì nhớ chia sẻ nghe chưa? Ok. Cái bọn lính ghẻ chắc không có gì đâu. Don't mind Meg and her meat sounds. It's just her brain slopping around in her skull. Yeah. Thì có một cái đường đi vòng. Ok, chắc là để trường hợp mà mình không thể mình bị hóa thành kẻ thù á, đi đường đó giống như đi vòng. Còn bây giờ mình đi đường chính chính thì cần quái gì vòng. Ok, đi thẳng luôn. Cầu thang đi xuống hầm hả? Chắc là đi xuống dưới chỗ nhà tù rồi. Nghiên cứu bên này trước. We did as we was told, General. Followed every order. À, thằng này nó chỉ tướng tướng Thrawn nè. Ordered to retrieve the artifact. You failed to do so. Các ngươi đã thất bại nhiệm vụ. Không không, là tại Minthara. Chính cô ta. Đủ rồi. Ok, có một cái nguồn năng lượng quét qua người mình. Cái sinh trùng bắt mình phải nghe lời. You failed to protect your true soul. You do not deserve to live. Đừng giết họ, họ rất là trung thành. Mọi người cần can thiệp không? Cái tuổi này cũng là cái lưỡi gấp lên cũng kẻ thù của mình mà. Cần quá gì phải can thiệp, cứ im lặng thôi. Đứng thôi. Để những người bạn mới đến này nói chuyện thử coi. Anh đã thấy cái bọn này yếu kém như thế nào rồi đấy, đúng không? Anh muốn giải quyết như thế nào? Anh biết là tôi rất là trung thành mà. Hãy nói cho ông ta biết đi. Phải. 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 Tự nhiên lôi mình vô đây ông nội tôi. Ok. Tôi đã thấy chúng đã làm được rất nhiều chuyện cho đấng tối cao. Ok, thử nói coi, biết đâu nó là bạn của mình đến lúc mà mình đánh cái mình đánh ông tướng Thrawn này, thì nó sẽ giúp mình thì sao? Ok, cảm ơn. I'm sure they were very enthusiastic, but zeal
without efficacy is for children, not servants. Tôi biết là chúng rất là nhiệt tâm, nhưng mà yếu kém thì vẫn là yếu kém. I can coddle failure no longer. Vậy ông không chịu. Giết chúng đi. Giết nhanh vào. Cái gì? Ok. À đồ. À đồ. Ông Thorn này ông bất tử mà đâu có làm sao chết được. I'm so sorry, my lord. She's an unbeliever outside my control. Try again. Làm lại lần nữa đi. Ok. Đồ. Con goblin lính ghẻ mà quýnh thấy. Chắc vãi. À đồ. Ok. Dispose of the rest as you see fit. Or better yet, put that true soul to use. You have far more important matters to attend to. Or have you forgotten? Of course not, my lord. Thank you. Ok. Nó kêu mình quyết định cái bọn goblin này đi. You heard the general. The goblins are yours. Deal with them however you wish. Anh muốn giải quyết chúng thế nào thì giải quyết. Ok, gật đầu. Cảm ơn nó. Thôi gật đầu thôi. Here in the seat of the Absolute's power, your authority over them is complete. They will obey any command. Ok, ở đây anh có quyền hạn tuyệt đối với chúng. Chúng sẽ nghe lệnh tuyệt đối anh. Xin hãy giúp chúng tôi. Ok. Thả bọn này có giúp ích được cho mình không ta? Hy vọng là nếu thả nó ra thì đến lúc mà mình có trận chiến với lại cái tướng Catherine thì nó có thể giúp mình, hoặc là không, và giết nó cũng chẳng có được gì. Ok, thả chúng đi. Oh, praise the absolute and praise her true soul. Giết tụi này cũng đâu có làm được cái gì. Occupied by a general that cannot be killed, but his followers are flesh and blood. We must learn what fuels his power. Con này cóc ghẻ mà giết nó cũng đâu có cái gì đâu. Cái cứ thả đi, biết đâu nó quay lại nó mang ơn mình thì sao. Cái bọn này đính ghẻ rồi cũng nói chuyện rồi cũng nạt nộ vãi cứt ra. Ông Cathedron ông kêu mình lên gặp ổng làm cái gì đó. Có một âm thanh. Ok, trước khi lên gặp ổng mình đi vòng vòng mình coi có cái gì xảy ra xung quanh đây. Con này làm gì đây? Araj O'Blodra, trader in all things occult. A very great pleasure to meet you, true soul. Should you be interested, I have a particular offer I'd like to make. Ok, muốn đề nghị cái gì? Plainly, I'd like your blood. Tôi muốn thử một chút máu của anh. Máu của True Soul. Chỉ một giọt thôi. Tôi có thể làm một cái thuốc xịn cho anh. Vãi. Làm thuốc hả? Loại thuốc gì? Không biết nữa. Nhưng mà sẽ là độc nhất vô nhị. Ok, thử coi nó làm được cái gì. Ok. Just a little prick and it's all over. Close your eyes.
There we are. All of your very best traits in a bottle. Use it well. And if I may, would you have a moment to discuss another more personal matter? Okay, nó muốn hỏi một chuyện riêng tư. I heard tell of your coming before you arrived. Catherick's dogs prowl far and wide round the tower. I know you travel with a delightful nightwalker in your retinue. Please, I have a proposal for him. I will reward you both handsomely. Anh muốn một đề nghị, đề nghị gì? I will speak of it when he is here, not before. But it will be to your advantage. I promise. À, cô không làm việc với Casador chứ? That is not a name which has ever passed my lips. I am a friend to you. I wish to be a friend to him. Ok, nó muốn gặp Astarion. Còn nó nói là nó là bạn thôi, không phải là cái gì nguy hiểm hết. Don't say such a thing. Don't dash my hope. Một chai thuốc. Ok. Có thể nhìn thấy bóng tối. Không thể bị mê hoặc trong Ok, coi nó bán cái gì. Welcome back, true soul. Ok, bán đồ cũng thường thôi. Không có gì đặc biệt. Oh. Một cái nhẫn có thể cho bạn lợi thế khi tấn công. Nhưng mà cho bất lợi khi mà bị người khác tấn công. Cái này ít gì không ta? Cái này có ít khi mà những cái tấn công từ xa thường là trốn, núp. Ok. Thử coi. Mình cũng đang thiếu nhẫn. Bán bớt đồ. Nãy quên bán đồ. Cái cuốn sách này thật sự cũng không cần thiết. À, có thể cho Gale được. Gale có thể dùng nó mà để không có bị mất điểm tuyệt chiêu khi mà dùng phép. Có cái nhẫn này làm được cái gì? Wow. Cái nhẫn cũng ok. Nhưng mà nói chung là cũng không xịn lắm, nhưng mà cũng ok, tạm được. Ok, nó dẫn mình quanh lại cái chỗ nãy đi vòng. Wow. Cái khu này là rộng vãi. Nói chuyện được không? Không nói chuyện được.
Trousseau. You use a spoon to stir the soup, Barnabas. Forget the axe, my darling. Nhỏ này đang làm gì cái con này? Now, how can I help you? Giúp anh như thế nào? Tôi chưa thấy ai thu phục được bọn nâu này hết. Soft and sweet as pudding, isn't he? Chúng ta rất là, nó rất là hiền đúng không? Đó là món quà mà đấng tối cao đã cho tôi. Ok. Nó dùng sức mạnh của đấng tối cao cho nó để kiểm soát mấy con thú này. Bọn này cũng dễ mà. Oh, the good is buried deeper in some, that is true. But she will always find it. Barnabas, sweetie, come show what a good boy you are. What would you like him to do? Anh muốn nó làm gì? Ok, cô tự quyết định đi. The prayer, I think. Barnabas struggles with civilized speech, but he's been practicing. Để cho nó cầu nguyện. Mặc dù nó không nói chuyện được nhưng mà nó đang tập nói, ok. Inexorable as the tide. Tập nói. Có vẻ như con này không được thoải mái lắm hay sao ạ? No, Barnabas. We talked about this. Cắt đứt mối quan hệ của nó với lại cái con này. Ồ, vãi. Đồ. Đùa. Ok, thử lại một lần coi. Không được thì thôi. Oh yeah. Ok, mình dành sự kiểm soát lại cho về phía mình. Làm bóc phá vỡ kiểm soát của nó với lại có con này. Another parasite. Yeah. All trace of restraint is gone. Barnabas has tasted blood and wants more. As the symbol glows, power courses through you. Authority. À đồ, cái con này bị giải phóng rồi. Thuyết phục. Mình có nhiều điểm thuyết phục. Ok. 16 điểm. Vãi. Yeah. 16 điểm cũng không cao lắm. Cho mình được cộng khá nhiều điểm. Ok. Nó nói thành kiều cảm ơn mình đã giúp nó giải phóng. Ok. Trộm cái xác coi có gì không? Một con ký sinh trùng. Ok. Nói chuyện coi. Barnabas. Mấy con no này đâu có biết nói chuyện. Ok, là một cái đường đi ra ngoài thôi.
Something slimy seems to be dripping from the rafters above. Hồi trước mình đi qua đây cái mình bị tấn công, không biết là do cái này hay là do hao xin nữa. Mà chắc là do hao xin thôi. Ok. À, đi xuống coi. I never learned the words. Each pack of recruits can't trust them to sweep the stables, let alone swing a sword. Như tưởng Asalut tấn tới cao chào mừng tất cả những người cồn tính tin vào ông ta chứ. Not for me to say. All I know is they're bloody useless around here. Ok, nó đang chửi với cái thằng khác là toàn là vô dụng, không phải là. Người chẳng có quyền phán quyết sự quyết định của đấng tối cao. Tất nhiên. Tôi không dám. Oh, she, đấng tối cao là she. Là một người phụ nữ. Ok. Quá trời máu được kéo xuống dưới hầm. Ok, đi xuống hầm coi. Cái cửa này dẫn ra cửa sau. Ở đây cũng không có gì hết. Cái thằng này nói chuyện được không? Enjoy the view. This feels like it's. I'm afraid you missed the ship, Trousseau. But there'll be another along soon enough. We're already stacking the cargo. À, cái chỗ này là cái chỗ dùng thuyền để vận chuyển đi. Thuyền đi đâu vậy? Baldur's Gate. Đi đến cổng Bologay. Ok. Đạo quân của nó thì sẽ đi bộ. Còn nó gửi một nhóm khác để mở đường. Tại sao đấng tối cao muốn chiếm cái thành Bologay? Take their place in hard design. Or they don't, and we send them to meet the old gods they cling to. Doesn't matter much either way. Okay. Nothing of note. Just supplies for the battle. Chẳng có thông tin gì hết. I've already checked it twice over. As the symbol glows, power courses through you. Nhìn ở đây. Authority. Thuyết phục nó để cho mình xem cái hàng hả? Ok. 14 điểm dễ. Không khó lắm. Yes. Right you are, I suppose. Check. Ok, vào xem hàng thử coi. Có gì đâu, vũ khí thôi. Ok, một cái thuốc độc trong cái này. Oh, ký sinh trùng. Vãi. Một đạo quân ký sinh trùng ở trong này. Nó muốn nó muốn dùng ký sinh trùng để
cấy vào trong người dân ở Volgay. Ghê vậy. A pattern of blank minds newly born. They carry only a bare shred of memory inherited from something older. A sleep of centuries. The birth and destruction of a settlement above forming only background noise to the dream. Until something descended down into the darkness and the dreamer awoke. Okay, nghiên cứu cái đám ký sinh trùng này. Biết được cái chỗ bọn nó. Con này mới được sinh ra. Và cái nguồn, cái chỗ mà để mấy con ký sinh trùng này nằm ở phía dưới cái ngọn tháp này. Nói chuyện thằng này coi. Stand clear of the cargo. Respectfully, Trousseau. They're not to be opened until they reach the city. The Absolute smiles on them that follow orders. And I don't plan on being a guard for long, true soul. Hmm. Thank you. Okay. Chủ yếu đi vào để biết cái bọn ký sinh trùng này thôi. Nó dùng ký sinh trùng để nó rải trong thành phố, ghê vậy. Ok, đi vào đi nghiên cứu tiếp. Đây là nhà tù. Có máu kéo đi từ trong này. Trong này có gì? Đồ. Nếu mà phòng tra tấn vậy. A new face. Do as the warden says, when she says, and you'll be fine. Okay. Wish I had a bag of holding. Dao mổ để tra tấn. Ok, phòng tra tấn không có gì hết. Open up. Oh, có mấy cuốn sách phép. À, quên cho Will gọi nguyên tố. Nước, lửa, đất và không khí. Thử không khí coi, không khí trưởng ra cái gì. À, chuyển ra xét. Ok. Ok, một shot red cho Will hồi lại kỹ năng. Đây là nhà tù rồi, chắc là chỗ bọn Tiplin bị nhốt rồi. Rồi nghiên cứu coi. Đây. Đi ra. Let me guess. Your conversation has been cut short. These prisoners are for disciple Balthazar's attention only. Không cho mình nói chuyện với tù nhân, ok. Mình làm sao đây nói chuyện như bọn thích linh ta. Nó kêu là bọn tù nhân này chỉ là của Balthazar, vậy có nghĩa là mình muốn nói chuyện với nó thì chắc phải hoàn thành cái nhiệm vụ của Balthazar rồi. Và nhiệm vụ của Balthazar thì là đi tìm cái
cái vật gì đó cho Cathedron mà trong cái ngôi đền của nữ thần Sa. Mình phải đi tiếp bằng cái đi tiếp bằng ngôi đền đó rồi. Ok, cửa này không mở được, mở là nó quýnh mình á. Ở đây có cái hố. À đồ, đây là chắc chỗ tụi nó ném mấy cái xác này xuống nè, để nuôi cái con gì ở dưới nè. Ok, cái cửa này là cái gì ta? My faith will guide me. Okay. À, thách bị kẹt rồi, vãi cứt. Cái quần què. Giờ không ra được rồi. Game. Đùa với nhau à. Bật mình vãi cứt. Không biết đây là lần thứ mấy rồi nè. F5. Lock game lại. Chuyên gia luôn. Không biết biết bao nhiêu góc kẹt nữa, kẹt biết biết bao nhiêu lần luôn. Ok, thoát được chưa ông nội? Ok, thoát được rồi. Thử mở khóa cái cửa này coi. Khoan. Ở bên trong này có một cái con mắt có thể nhìn không được. Mở vào trong đó lỡ nó thấy mình cái nó lại bắt mình nữa. Tốt nhất là thôi. Ờ? Con mắt ở trên này. À đây đây đây. Có đường đi xuống nè. Focuses on you, taking in every detail of your appearance. Okay, có con mắt nó theo dõi mình. This is a restricted area. Time to explain yourself, or this guard will be restricting you to a cell. Thuyết phục. Ok. Yeah, dư sức. Wow, mình được cộng tới 7 điểm thuyết phục. Your words are enough to resolve the matter. Still, should you attack? You spark of the familiar. Do I know you, true soul? Perhaps not. Your face is rather bland. Anh thấy quen quen. Regardless, know this. I am the warden. The prisoners are my charges. Gác ở đây. And I answer to disciple Balthazar himself. À, nó là người chủ của cái
cái nhà tù này. Nó là lính của Bathasa. Ok, Bathasa mình biết là ai rồi, hỏi anh chi nữa. Tôi sẽ làm mọi thứ để làm cô ấn tượng. Vãi cứt. Mấy người tiếp liên trong tù, cô có bị phiền không? The absolute is an enemy of mine, Truso. You would do well to remember that. Ok. Tôi đang đi tìm một gã tù nhân công tước Ravenga. Sounds important, and I'm afraid the mere dregs are the only ones left in my care. Ok, những gã mà là tôi canh gác thì chẳng là một bọn rác rưởi thôi, không ai quan trọng đâu. À, đọc suy nghĩ. Nếu mà đọc suy nghĩ thất bại là bị nó quýnh liền á. Ok. Thử coi. No! Lại. Yeah, mạnh quá. Your mind swirls with information about the prison. The small levers behind the warden's desk open every cell. Ok, có một cái cần ở phía sau lưng con nhỏ này có thể mở tất cả các buồng giam. If you are going to stare, kindly do it elsewhere. As I said, you are free to roam where you wish, but do not speak to the prisoners. Ok, anh muốn đi đâu thì đi, nhưng mà không được nói chuyện với lại tù nhân. Ok. Đâu cái cần đâu. À đây. Ok, cái cần này có thể mở cửa cho tất cả các tù nhân. Nhưng mà bây giờ đâu có mở. Mình mở ra tụi nó, thì nó đâu có vũ khí để chống trả, còn nguy hiểm hơn nữa. Ok, ở trong này có một cái gì đó nè. Nhảy lên này thử. Ok, cái đường chắc đi xuống dưới lòng đất chỗ cái con gì đó. Có là gieo với lại mình là nhảy lên đây được thôi. Ok. À, đây là chỗ cái thuyền. Có cái gì trong này không ta? Vãi. Có thể cứu tù nhân từ phía sau này nè. Ok. Không ăn búa. Ok.
không thể chém được, phải dùng búa đi gõ. Quên mất nãy về trại không đem theo búa. Ok. Vậy cái tường bên đây chính là cái tường để cứu cái... Ok, à, biết rồi, cho về trại. Ok, bây giờ kiếm cái rương. Cái rương ở đâu vậy? Ở đây. Đây, lấy cái búa theo. Okay. Make it to Baldur's Gate. I must. Vãi lì. Không học lời cảm ơn nữa. chạy đi. Ok, qua đây cứu cái bọn Tiplin phải không ta? Cái gì vậy? Shadow Heart. Vãi luôn. What the hell? Shadow Heart. What the hell? Okay. Vãi thật. Ok, mà chiến thôi. Từ anh là gieo ở đây cũng bị thấy mẹ rồi. Giờ cả trại nó bu rồi, nó quýnh rồi. Sao tao hết lúc nào cũng kiếm chuyện hết thiệt chứ. Stop the evil ones. Stone, help me free the boat. Ok, là gieo quanh lại đây cứu sao tao hết.
shit. Chết chắc. Ok. Bị giữ chân rồi không thể chạy được. Oh my god. Bọn này hả? Bọn này có vòng bảo vệ. À có con này thôi. Ok. Chặn đường nó lại. Ok, well. Hy vọng là giải quyết được cái đám này sẽ không có bị từ cái quả cầu. Không ổn, không ổn. Danis nè. Ilarista. Mấy đứa này không có gì để bảo vệ hết. Tụi nó mà xông vào là chết chắc. Thì cứu nó thôi. Quả cầu lửa. Cái quần gì vậy? Ok. Không đủ điểm di chuyển. Kẹt mẹ rồi. Ok. À. Xuống được không ta? Trời, chỉ còn một chút nữa thôi. Đẩy thử coi nó rớt xuống không. Có vẻ như phải ra tung chiêu rồi. Phải, cái bọn này kháng lửa. Cái gì vậy game? Không cho mình coi chỉ số nữa rồi. Cái quân gì vậy? Lỗi phải. À, cái bọn này kháng lửa chắc. Thiệt như vậy cứt. Ok, chỉ còn cách này thôi. Góc này có thủ để đẩy nó xuống vật không ta? Thử mới biết. À, không được, nó bị kẹt vô đây rồi. Ok. Gì vậy mấy ông nội, đi đâu vậy? Phải cứt. Mình tiếp lên. À đồ chết bà. Cái con mắt nó gọi tiếp viện rồi. Ai cứt. Chết 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 chết. Thuốc à, sao nó hết như giữ bình thuốc không ta? Cái gì vậy?
thôi. Hả? Muốn mở cái túi phải có lượt mới mở được hả? Gửi qua cho Atas. Vãi cứt. Ok. Sao đánh chữ không được, cái quần què gì vậy? Ok. Đánh chữ không được. Game. Thiệt chứ. Lỗi quá, lỗi quá. Đây. Những thứ mình cần. Gửi cái túi lại cho Shadowheart. Light on my feet. Ok. Gì vậy? Vẫn không đủ để tấn công cái quả cầu này. Ném. Nó gọi viện binh rồi, giờ là cả trại. Nếu mà không chắc không thể làm gì được nữa rồi. Nó gọi viện binh là cả trại khu lại quýnh này. Cái gì vậy? Ok, là gel. Dạ, là gel cũng có một chai, ok. Okay, kết liễu vô này. Mọi. Phải kết. Ok. Phải giết nó thôi, không còn cách nào. Chết mẹ chết. Thất bại. Ok ok ok, còn xa đâu hết. Sao ta uống chai thuốc.
Thunder. Man, phải không có chuẩn bị tuyệt chiêu luôn. Ok, cái này có thể gây sát thương tới 60. Come on, để coi coi. Kháng lửa, nhưng mà không sao. Ok, máu nó không có nhiều. Yes, yeah, tuyệt vời. Ok, xong hết, bỏ chạy đi. Núp vào đây. Vậy là nó không thể gọi viện binh được nữa rồi. Cái đồ sao nó chạy qua đây được ta? Cái gì vậy ông nội? Cái bọn này. À, lạy luôn á. Bây giờ làm sao trời? Đúng là cái lũ luôn. Anh tù. Cái thằng quân này nó mạnh thế. Giờ kết liễu. Kết liễu thằng này trước. Từ thằng này. Thằng này lượt nó tới trước. Nhưng mà nó vẫn sau mình. Mất sẽ tập trung nữa rồi. Okay, không sao. Mày. Ok. Thằng này nó không còn sáu mươi phần trăm, 70. Ok, level 2 đi. Mày, yes, một phát nó chết rồi. Yes, vãi. Nó còn một máu. Ok. Cú Will. Ok. Là gieo kích liễu nó. Là gieo có thể kích liễu mà không cần phải bắn tên đó. Phải game. Mình cần một máu thôi, mình không cần. Ủa mà cái này đâu có liên quan. Cái này là bắn cung mà. Thử coi. Cũng vậy là đúng rồi. Yes. Này còn có 3 máu à. Ok, lại chặt hả. Mày. Will vẫn còn nằm bất động. Ok. Tưởng đâu hẻo hết rồi chứ. Wow,
Con nhỏ này quá trời đồ xịn luôn ta. Okay, bơm máu lại cho Will. Cách lộn mà tuyệt chiêu level 1. Ok. Oh, hồi nãy quên dùng cái này để đẩy nó ta. Yeah. Thôi, sao cũng xong trận đấu rồi. Rồi đứng đây loot cái. Những cái con mắt ở trên kia nó vẫn còn. Ra nói chuyện với lại mấy đứa này cái. Để coi coi cho tụi nó thoát đi. Con thằng mém chút bị chết mới hay chứ. Không may là mình cứu kịp. Boat's good to go. All that's left is to ship off. My plan for now is to hide out on the water. Unless you have a better idea. Tôi sẽ đi với anh hả? Đến quán rượu Last Light đi, ở đó sẽ an toàn. Mình muốn ở lại đây, mình không muốn đi với nó. Ok, kêu nó tự đi đi. Something survived in this hellscape. You should have led with that. See you there. Ủa, mấy con tiếp lên đâu hết rồi? Cứu Bolden rồi. Tiếp Linh đã thoát khỏi tù. Nhưng mà nó sẽ nguy hiểm nếu như không có. Ok, Tiếp Linh đâu rồi? Nhảy xuống được nè. Hoàn thành nhiệm vụ cứu Giplin hả?
đâu rồi? Thất bại cứu tiếp Linh vãi kích. Tôi tiếp Linh đâu hết rồi? Cái định mệnh cái lũ tiếp Linh. Shit. Ok. Ok, mình không muốn chuyện này xảy ra. Ok, mình sẽ lót lại. Cái quần què chỉ tại con sao đâu hết mà tất cả mọi chuyện đều rối tung lên hết. Mình sẽ làm lại. Ok, bây giờ cho báo thủ Sato hết ở nhà cùng với Will, chỉ dần dẫn là Zeo với lại Atas đi chung với nhau thôi. Mỗi người sẽ phá một bức tường. Ủa đâu hết rồi? Bảo thủ. Em tí bóp giấy đồng đội nữa rồi. Bà nội cha. Ông Athas sao rồi? Ok. Về trái. No time to rest. What path lies before? Đâu rồi, cái rương đây, cái rương. Lấy hai cái búa. Một cái cho Lazel, một cái cho Athas. Yes, đúng rồi. Rồi cho hai anh chàng bảo thủ. Sao tôi hết về trại như lại cùng với Will. Rồi, mình với là Zeo đi. Vậy thôi. Athas giữ chỗ này. Và Zeo qua bên đây giải cứu bên Tip Lin. Ok.
Không có chiêu nào để tấn công được. Ok, bỏ chạy thôi. Chạy đi Bongo. Chết cha. Cô này chết chắc rồi. Nó bị đứng hình rồi. Di chuyển được không? Ủa sao là Zeo không có điểm hành động ta? Ok, không đủ để phá cái xiềng, cái xích. Cái gì vậy ông nội? Tạo một cái vùng ống tối để giữ chân tụi nó lại. Ok. Cái thằng quần, chết bà đi, ngu đúng rồi. Chạy không lo chạy, nhưng chạy về đó. Ok. Cái gì vậy? Thì sao tao hết có thể chứ sao tao hết có thể ra cứu cái đám này được không tài? Từ F5 cái bây giờ cho Saturn hết ra. Không cần Saturn hết. Chỉ cần có sách phép thôi. Game bắt phải mà có lượt mới mở được. Ủa à, đây không phải ai giữ cái túi phép ta?
Đừng nói gheo dữ nha. Ok, lại nói chuyện với gheo coi. Không, không cần nói chuyện. Yeah. Gửi cho Athas. À, là gheo chứ. Lộn. Đây. Quá xa. Vãi chưởng. Quá xa là cái thế nào? Coi tới lượt ai, tới lượt thằng này. Xong tới lượt quả cầu. Rồi tới lượt mình. Ok, vậy thì nhường cuốn sách này lại cho Athas đi. Nhưng mà nếu như là gieo lên thuyền luôn thì có cứu được không ta? Oh yeah, cứu được hết. Chết hết một thằng Tiplin. Vì tội nó ngu. Ok. You drift through the dark until time, skill or luck brings you to last light's dock. Hold there. You can't just land and start unloading strangers. There are procedures, damn it. No one gets in without being tested. Commander Jahira's orders. Jahira ra lệnh cho tôi đến và đi theo tùy ý của mình. Anh không có quyền cản. The commander cleared you, not your friends. Ok. Lệnh là cho đối với anh thôi chứ không phải là những người bạn của anh. Mọi người này cần phải kiểm tra theo hàng đi. Để kiểm tra coi cái đám này có bị nhiễm ký sinh trùng hay không mà. À, anh ta chỉ có muốn kiểm tra ký sinh trùng thôi. An toàn mà. We'll soon find out. Now, form a line. I'll not ask again. Ok, xếp hàng để đi vào. Ok, nó đang kiểm tra đó. Keep your distance. Ok. Để im cho nó làm việc. Lâu thế, vãi. Hừ,
ăn lùng không có đường đi để nhảy qua mới ghê. Ok xong chưa? Ok yeah, được vào rồi. Ok bây giờ an toàn rồi, cho Will với lại Shadow hết ra khỏi trại được rồi. Cái định mệnh vãi liền game. Ok cái con này không thể đùa hả? Không thể dịch chuyển cái con nguyên tố nó đi chung được, vãi cứt. Ok, chấp nhận thôi. Whatever comes, I'm ready. Let's get going. Needed. Ok. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Chào tạm biệt. Bye bye.